Chào các bạn mà các bạn nghe tiếp cuốn sách Thực ra tôi rất giỏi trong bộ nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan Câu chuyện thứ 11 Không phải lúc nào cuộc sống cũng thuận buồm xuôi gió Cuộc đời con người không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió Gặp phải những khó khăn chắc trở là điều khó tránh khỏi tôi cũng giống như bạn không phải là một ngoại lệ trước đây tôi rất thích viết văn cứ về nhà là lại ngồi luyện viết vì viết hay nên tôi thường xuyên được cô giáo biểu dương khen ngợi tôi cũng từng đoạt giải bởi vậy càng ngày tôi càng tự tin vào khả năng viết của mình cuộc sống ngày càng trở lên khấm khá hơn được bố mẹ mua cho một cái máy tính thế là tôi thường dùng máy tính chơi điện tử ít viết văn hơn thậm chí có lúc tôi quên cả việc viết có một hôm bố nói với tôi rằng bố đã lập cho con một trang blog blog có thật không ạ à? tôi hét lên sung sướng từ đó tôi đã chăm chỉ dành thời gian để lên bờ lốc viết bài. Năm nay sau khi trận động đất tứ xuyên Trung Quốc xảy ra, thấy các bạn học sinh ở đó không may gặp nạn, tôi thấy rất buồn. Trong lòng thầm nghĩ, nếu các bạn ấy được trang bị đầy đủ kiến thức thoát nạn, có thể kịp thời chạy thoát dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo thì có lẽ bi kịch đã không xảy ra. Sau một ngày trầm tư suy ngẫm, tôi đã viết ra câu chuyện cổ tích cái giá phải trả và nhờ bố đăng lên blog. Chỉ trong có vài ngày số lượng người truy cập đã lên đến hơn 100 lần cái giá phải trả cũng được bình chọn là tác phẩm xuất sắc đọc được những bình luận mọi người để lại bên bờ lớp của mình khỏi phải nói tôi vui biết nhường nào sau đó tôi liên tục đăng tải thêm nhiều bài viết khác nữa cứ cách khoảng 2 đến 3 ngày là tôi lại đăng một bài mới. Lượng người truy cập vào blog của tôi không ngừng tăng cao, tuyệt quá. Học kỳ cuối năm của năm lớp long cũng là lúc tôi chuẩn bị lên cấp 2. Tôi không có nhiều thời gian để viết lách nữa. Sau khi kết thúc kỳ thi, việc đầu tiên mà tôi làm là bật máy tính lên, đăng nhập vào blog và vào hội văn học để đọc bình luận của mọi người. Blog của tôi im lìm, chẳng có mấy ai gửi bình luận cho tôi. Trong khi đó, bài viết của các thành viên khác trong hội văn học lại nhận được rất nhiều sự yêu thích. Lượt truy cập tăng mạnh, tại sao vậy? Tôi suy nghĩ tìm câu trả lời, nhưng tôi cũng không nghĩ quá lâu. Cuối cùng tôi quyết định lập tức bắt tay vào viết bài. Bài viết đầu tiên tôi đăng, sau đó lại không được mấy ai quan tâm. Nhìn thấy blog của người ta hot như vậy, tôi mông lung hỏi. Tại sao? Tại sao chứ? Cộng thêm với việc bài viết của mình không được ai ai ngó ngàng đến, tôi buồn vô hạn giống như một anh thợ mỏ đang đi đào hầm dưới cái hầm tối tăm vậy, muốn đào lên phía trước nhưng lại sợ phía trước là nước lũ. Trong khung cảnh tối tăm ấy, tôi đang suy đi tính lại thì đột nhiên trước mắt tôi xuất hiện một vầng sáng, một ông lão cầm cây đèn dầu trên tay nói với tôi rằng: "Con à, hãy dũng cảm đào tiếp đi." Thì ra ông lão kia chính là bố tôi, thấy tôi buồn rầu như vậy thì đã tới giúp tôi. "Con à," bố tôi nói, "Đời người không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió sẽ có những lúc gặp phải rất nhiều tai ương chắc trở. Nếu có vấp ngã thì phải đứng dậy đi tiếp chứ đừng làm yên ở đó. Hãy luôn nhớ rằng con là người giỏi nhất. Đúng mình là người giỏi nhất. Và thực tế cũng đã chứng minh điều đó. Sau một thời gian bị xuống tinh thần, tôi đã phấn chấn trở lại. Cuối cùng tôi cũng đã viết được những bài viết xuất sắc. Lượt truy cập vào blog của tôi lại tăng lên. Các thành viên trong hội không ngừng gửi lời động viên tôi, tôi đã lấy được lại tinh thần và lụ cười của mình. Sau trở ngại ấy, tôi phát hiện ra khi mình bình tĩnh, dũng cảm đối diện với khó khăn thì mình sẽ từng bước gặt hái được thành công. Có như vậy thì khi thành công rồi mình sẽ có thể dõng dạc hét lên rằng thực ra mình là người giỏi nhất, mình thực sự rất giỏi. Qua câu chuyện trên rút ra được bài học trưởng thành, thực ra ai cũng có xuất phát điểm là một người bình thường, nhưng chỉ cần bạn không ngại sự bình thường ấy mà cố gắng nỗ lực vươn lên thì bạn chính là người giỏi nhất. Câu chuyện thứ 12 Vết bớt tiểu Mỹ là một cô gái hiền lành nhưng lại rất tự ti về bản thân mình. Cô ấy tự ti là bởi vì cô ấy có một cái vết bớt đen bao trùm cả mắt trái. Điều này khiến cô tự hận bản thân mình và hận cả cái gương soi kia nữa. Hồi học tiểu học, tiểu Mỹ chẳng có bạn bè, ai ai cũng xa lánh cô lại còn không ngừng chỉ chỉ trò trỏ Đến hồi học trung học, bạn bè cùng lớp gọi tiểu Mỹ là Lữ Hải Tặc bởi hình tượng tiêu chuẩn của Hải Tặc là bị trột một mắt. Trong khi đó, vết bớt kia đã khiến cho tiểu Mỹ trông chẳng khác nào bị trột một mắt. Không chỉ một lần tiểu Mỹ bật mình tỉnh giấc, cô mơ thấy người ta chỉ tay vào vết bớt trên mặt cô, gọi cô là hải tặc. Tiểu Mỹ luôn luôn cúi đầu khi đi đường, cô không muốn để người khác nhìn thấy vết bớt đáng ghét kia thậm chí cô còn muốn cầm dao cắt phăng vết bớt ấy đi tuy nhiên thực tế cô chẳng làm gì được cả dần dần tiểu mỹ học được cách tự mình làm bạn với chính mình không có bạn bè cũng không có quan hệ khác ngoài xã hội, cô dồn tất cả thời gian vào việc học. Mỗi lần kết thúc một kỳ thi nào đó khi thầy giáo trả bài và đọc to điểm số trước toàn thể các bạn học sinh trong lớp, đây chính là lúc Tiểu Mỹ cảm thấy hạnh phúc nhất, cũng là lúc duy nhất cô có thể ngẩng cao đầu hãnh diện. Hồi học cấp 3, Tiểu Mỹ trở thành thần tượng của hầu hết các bạn trong lớp. Cô được chọn là học sinh đại diện của môn toán học và anh văn. Lúc này hầu như không còn ai gọi tiểu Mỹ là hải tặc nữa. Áp lực của kỳ thi đại học đã làm cho các bạn trong lớp không còn thời gian và sức lực để đi chế diễu cô nữa. Tan học, tiểu Mỹ thường xuyên có bạn đến hỏi bài lúc trả lời. Các bạn tiểu Mỹ cười rất tươi, rất tự nhiên, thế nhưng tiểu Mỹ vẫn tự ti, vẫn không dám đi đến những nơi đông người và vẫn quen với việc cúi đầu khi đi. Có một cô giáo mới đến là cô giáo dạy tiếng Anh, cô giáo rất trẻ trung xinh đẹp, khí chất đầy mình làm các bạn học sinh nữ ai ai cũng ngưỡng mộ. Trong mắt họ, cô giáo vô cùng xinh đẹp, vô cùng cao quý bạn nữ lao cũng muốn được giống cô giáo thậm chí cả sở thích của cô giáo cũng trở thành trào lưu của các bạn nữ trong lớp vì là học sinh đại diện cho môn anh văn nên tiểu mỹ lại càng có nhiều cơ hội để tiếp xúc riêng với cô giáo có một lần tiểu mỹ ngẩn người ngắm nhìn cô giáo và nói cô ơi cô đẹp quá ạ à. nếu như em được giống như cô thì tốt biết bao vừa dứt lời tiểu mỹ liền vội cúi đầu tự ti cô giáo nhìn tiểu mỹ chậm rãi nói tiểu mỹ Em có biết không, mỗi khi em cầm bài thi, mỗi khi em giảng bài cho các bạn, em đều rất đẹp, không chỉ bởi trí thông minh của em mà còn bởi vì sự tự tin của em nữa. Tiếc là em lại không thường xuyên đem theo sự tự tin bên người mình. Đem theo sự tự tin bên người mình, Tiểu Mỹ thầm nhắc lại câu nói này trong đầu. Đúng, đem theo sự tự tin bên người mình, dường như cô giáo đã đọc được suy nghĩ của Tiểu Mỹ. Câu nói này giống như một cơn gió mát đã làm cho Tiểu Mỹ thức tỉnh. Từ đó về sau, ngày nào Tiểu Mỹ cũng nhớ đem theo sự tự tin bên người mình. Cô gái Tiểu Mỹ tràn đầy tự tin ấy đã dễ dàng thi đậu vào trường đại học trọng điểm trong thời gian học đại học bởi vì tự tin lên tiểu mỹ đã dần dần dám giao tiếp với mọi người dám nói lên quan điểm của mình trước mặt người khác giọng nói của tiểu mỹ rất hay nên đã được các bạn đề cử làm mc cho đài phát thanh của trường và cũng bởi vì xuất sắc lên Tiểu Mỹ đã được bầu làm chủ tịch hội sinh viên năm thứ tư đại học. Trong khi các bạn khác đang phải chạy vạy khắp nơi để tìm việc, thì Tiểu Mỹ đã được 5 công ty đa quốc gia mời về làm. Sau 3 năm đi làm, Tiểu Mỹ đã làm giám đốc bộ phận và cũng là giám đốc bộ phận trẻ nhất từ trước tới nay của công ty. Bạn trai của cô là phó tổng giám đốc của một doanh nghiệp ô tô có tiếng. Trong một lần hẹn hò, bạn trai đã từng nói với Tiểu Mỹ rằng, Vết bớt trên mặt trái của em rất đẹp, giống như một chiếc lá đậu trên đó vậy. Tiểu Mỹ mỉm cười, cô đã hoàn toàn quên mất rằng trên mặt mình có một vết bớt. Khi có người hỏi Tiểu Mỹ làm thế nào mà cô ấy lại xuất sắc đến như vậy, thì cô ấy đều nói hồi cấp 3 có một cô giáo xinh đẹp đã nói một câu khiến tôi thay đổi câu nói đó là đem theo sự tự tin bên người mình qua câu chuyện trên rút ra được bài học trưởng thành trong cuộc sống bất kỳ ai trong chúng ta cũng sẽ gặp phải những chuyện không hài lòng nếu như chỉ vì như vậy mà rơi vào trạng thái tự ti phủ nhận chính bản thân mình thì rất khó để chúng ta tìm ra được hướng đi cho cuộc đời mình và rất dễ rơi vào trạng thái thất bại Hãy nhớ phải luôn tự tin, hãy ngẩng cao đầu phát huy hết tiềm năng của bản thân, tự tìm ra những ưu điểm của mình, tích cực phát huy những ưu điểm ấy, chỉ có như vậy chúng ta mới có tấm vé bước vào con đường thành công. Câu chuyện thứ 13 mình thực sự rất giỏi. Tôi là một người vô cùng tự tin nhưng tuyệt đối không phải là người tự cao tự đại. Cũng chính sự tự tin đã giúp tôi thành công trong câu chuyện sau. Trong một lần đi thi thể thao, tôi đăng ký tham gia hạng mục chạy 800m. Trước khi cuộc thi bắt đầu, tôi thực hiện vài động tác khởi động. Trong lúc đang khởi động thì đột nhiên nghe được thông tin cậu bạn Hà Hóa ở lớp bên cạnh cũng tham gia hạng mục chạy này, cậu ấy chính là người giành được huy chương vàng trong cuộc thi chạy toàn thành phố. Trời đất ơi, tại sao chuyện đen đủi này lại đột nhiên đổ lên người tôi vậy? Tinh thần tôi bắt đầu đi xuống, dường như thầy Trương đã nhận ra được tâm tư của tôi, liền lại gần nói với tôi rằng: "Đừng sợ, con à, hãy tin mình là người giỏi nhất." Nghe thầy nói vậy, tôi đã lấy lại được tinh thần, cuộc thi chính thức bắt đầu chuẩn bị chạy. Trọng tài vừa dứt lời, các vận động viên liền lao nhanh ra khỏi vạch xuất phát, y như những mũi tên được bắn nhanh ra khỏi cây cũng vậy. Lúc mới chạy, tôi chạy hơi chậm, hiện tại đang đứng thứ tư, ngay trước tôi là Vương Thống. Cậu ta chạy không nhanh, vào một cái tôi đã vượt qua được cậu ta, người đang chạy ở vị trí số 2 là Phó Cường, cũng không chạy nhanh bằng tôi được. Tôi chỉ cần có một chút là đã vượt qua được. Khó nhất vẫn là Hà Hóa, cậu ta chạy nhanh như bay. Đã nhiều lần tôi muốn vượt qua cậu ta nhưng đều không thành công. Có một lần khi cách cậu ta chỉ vài cm thôi, tôi cố hết sức dướn người đã vượt qua được cậu ta. Trong lúc tôi đang sung sướng thì cậu ta lại dùng chính tốc độ ấy để vượt lên tôi lần nữa. Hai và không biết bao lâu sau khi chỉ còn cách đích mười mấy mét, khi ấy tôi đang cách Hóa khoảng hơn nửa mét. Lúc này tôi tự nhủ trong đầu rằng mình có thể làm được, mình có thể làm được, mình nhất định sẽ làm được. Nghĩ vậy, tôi liền nghiến răng nghiến lợi dốc toàn bộ sức lực của mình để xông về phía trước. A, à, mình đã vượt qua hà hóa rồi, mình là quán quân rồi, tôi hét lớn lên. Tất cả mọi người khi ấy cũng hò reo vang dội. Khi đứng trên bục nhận giải, tôi vô cùng sung sướng. Tôi thấy mình thật sự rất giỏi, mình thực sự rất giỏi. Qua câu chuyện trên rút ra được bài học trưởng thành. Hãy luôn tự nhủ với bản thân mình rằng mình có thể làm được, cho dù thực tế mình không làm được thì cũng không sao cả, bởi khi đã dám thử sức thì bạn đã là nhà vô địch rồi. Câu chuyện thứ 14 tôi đáng được tuyên dương. Có một hôm trong tiết thể dục thầy giáo giao nhiệm vụ của tiết học, hôm nay là chạy 5 vòng, mỗi vòng 200m, 5 vòng là 1000m. Các bạn học sinh thấy thế đều không vui vẻ, còn tôi vì sức khỏe không tốt nên được thầy giáo đặc biệt quan tâm và chỉ cần chạy một vòng là được. Bắt đầu chạy, tôi chạy theo sau các bạn và hoàn thành vòng đầu tiên. Nhìn thấy các bạn vẫn đang trên đường tiếp tục chạy. Còn tôi lại đứng một bên như vậy, hoàn toàn không giống các bạn. Thấy vậy, tôi đã nói với thầy giáo rằng tôi cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ chạy 5 vòng. Vì đã chạy được một vòng lên đến vòng thứ hai tốc độ của tôi đã giảm xuống. Tôi không đủ sức, mệt đến lỗi thở dốc liên tục đến vòng thứ ba mồ hôi đã thấm ướt áo tôi mệt đến không chịu nổi vòng chạy thứ tư thì cả người tôi không còn chút sức lực nào hai chân giống như bị trói vào hai chiếc thuyền dù có cố gắng thế nào cũng không cử động nổi tôi mệt đến mức làm vật ra mặt đất nhưng trong đầu bỗng vang lên một giọng nói Cố lên, chỉ cần kiên trì là sẽ thành công. Các bạn thấy vậy cũng lần lượt dừng lại và đứng bên cạnh cổ vũ tôi. Đúng vậy, mình không được cúi đầu trước khó khăn mình phải mạnh mẽ lên thì mới có thể thành công tôi cắn chặt răng và đứng dậy Cuối cùng tôi đã chạy hết vòng thứ 5 thì ra tôi có thể làm được những việc mà trước đây không làm được. Tôi đã vượt qua chính mình, cảm giác này thật tuyệt vời. Qua câu chuyện trên rút ra được bài học trưởng thành khi gặp phải những việc mà bản thân cảm thấy rất khó khăn thì nhất định đừng dễ dàng bỏ cuộc. Chúng ta cần phải thử vượt qua giới hạn của bản thân, cho dù không làm được thì cũng lên thử bởi vì chính chúng ta mới là ngưỡng cửa lớn nhất của bản thân. Câu chuyện thứ 15 chú ếch may mắn. Tôi thật sự may mắn ếch xanh vừa ngắm nhìn bóng mình dưới nước vừa nói tôi vừa xinh đẹp lại biết bơi nhảy trên mặt nước cũng giỏi hơn người khác nữa người tôi đều màu xanh mà tôi lại rất thích màu xanh trên thế giới này chuyện tốt đẹp nhất chính là làm một chú ếch vậy còn tôi thì sao vịt con hỏi tôi màu trắng lẽ nào bạn không thấy tôi cũng rất xinh đẹp sao không đâu ếch đáp lại trên người bạn không có màu xanh vịt con liền nói nhưng tôi biết bay còn bạn thì không biết ồ vậy sao ếch nói tôi chưa nhìn thấy bạn bay bao giờ vịt con đáp lại tôi hơi lười nhưng tôi có thể bay bạn nhìn xem nói xong vịt con liền chạy mấy bước rồi ra sức vỗ cánh sau đó đột nhiên bay lên khỏi mặt đất và vỗ cánh bay lên bầu trời. Sau khi bay lượn mấy vòng, vịt con xà xuống bãi cỏ trước mặt ếch xanh. Tuyệt quá, ếch con cất giọng khen ngợi và nói với vẻ ngưỡng mộ, tôi cũng muốn bay. Bạn không bay được đâu, vịt con nói, bạn không có cánh. Sau đó, vịt con về nhà với vẻ đắc ý. Vậy là ếch con tự bay một mình, ếch chạy về phía trước vài bước, sau đó giang rộng cánh tay và đập tay lên xuống. Nhưng cho dù nó cố gắng thế nào thì cũng không thể bay lên khỏi mặt đất ếch con rất thất vọng buồn bã nghĩ rằng mình là một con ếch vô dụng đến bay mà mình cũng không biết mình mà có một đôi cánh thì tốt biết mấy đột nhiên ếch con nghĩ ra một cách hay nó tin rằng chỉ cần vịt con có thể làm được thì nó cũng làm được ếch con mất một tuần để dùng một mảnh ga giường cũ và một vài sợi dây nhỏ để làm một đôi cánh cuối cùng nó cũng có thể bay thử một lần rồi nghĩ vậy ếch liền trèo lên gò đất cao bên bờ sông chạy vài bước rồi rang rộng cánh tay và nhảy về phía bầu trời giống như vịt con đã làm ban đầu nó cũng quay vòng được một lúc trên bầu trời giống như những chú chim nhưng không lâu sau chiếc cánh đã gãy ếch con liền rơi tõm xuống sông giống như một cục đá ít nhất vẫn coi là hạ cánh an toàn chuột nhìn thấy bộ dạng thảm hại của ếch con đang bò từ dưới nước lên liền nói bạn phải biết rằng ếch không biết bay chứ vậy bạn thì sao ếch con hỏi tôi đương nhiên cũng không biết bay chuột nói tôi không có cánh nhưng tôi biết làm nhiều thứ trên đường về nhà ếch con vẫn nghĩ về chuyện này nó định sẽ đi hỏi heo con lúc ếch con đến thì heo con vừa lấy ra một chiếc bánh gato từ lò lướng ếch vội vàng hỏi Heo con ơi, bạn có biết bay không? Heo con đáp, đương nhiên là không rồi. Tôi nghĩ nếu tôi ở trên trời thì có lẽ sẽ lôn mất. Vậy bạn biết làm gì? Ếch con hỏi. Tôi biết rất nhiều thứ. Heo con tiếp tục đáp lại. Tôi có thể làm được những chiếc bánh ga tô ngon nhất thế giới. Hơn nữa, tôi còn rất xinh đẹp. Cả người tôi đều là màu hồng. Đây cũng là màu mà tôi thích nhất. Ếch nghe xong không thể không thừa nhận. Đây là sự thật. Mình cá là mình cũng có thể làm bánh gato trên đường về nhà ếch con nghĩ vậy về đến nhà ếch con bỏ hết tất cả các thứ nó tìm thấy vào bát rồi nhào lặn giống như heo con tiếp đó ếch con đổ hỗn hợp đã nhào lặn xong vào chảo rồi đặt lên lò nó nghĩ thầm chiếc bánh gato tô này chắc chắn sẽ rất ngon nhưng chưa được bao lâu thì khói bốc lên cùng với một mùi rất khó ngửi thì ra là bánh gato tô bị cháy Đến bánh gato tô mà mình cũng không biết làm, nghĩ vậy lên ếch cảm thấy rất đau lòng. Sau đó, ếch con lại đi tìm thỏ, bạn có thể cho tôi mượn một quyển sách không? Ếch con hỏi, bạn biết chữ không? Thỏ thấy vậy, liền hỏi lại với vẻ ngạc nhiên, tôi không biết. Ếch con tiếp tục nói, hay là bạn dạy tôi nhé? Bạn nhìn này, đây là chữ cái, đây là chữ A, đây là chữ K, còn đây là chữ thỏ nhiệt tình giảng giải. Được rồi, tôi biết rồi, ếch con không đủ kiên nhẫn mà nghe hết đã cầm quyển sách trở về nhà, ếch con ngồi xuống một cách thoải mái rồi mở sách ra, nhưng trong sách đầy những ký tự lạ lẫm, ếch con không biết một chữ nào cả. Một tiếng sau nó cũng không trở nên thông minh hơn tí nào, mình không bao giờ muốn đọc quyển sách này nữa, ếch con nói cái này khó quá, mình chỉ là một chú ếch vừa tầm thường vừa ngốc nghếch, ếch con buồn bã trả lại quyển sách cho thỏ, thỏ hỏi lại Thế nào rồi, bạn có thích không? Nhưng ếch con chỉ lắc đầu với vẻ tiếc nuối. Tôi không biết chữ, không biết làm bánh, chẳng biết làm gì mà cũng không biết bay. Các bạn đều thông minh hơn tôi. Tôi chẳng biết làm thứ gì cả. Tôi chỉ là một chú ếch xanh bình thường thôi. Nhưng ếch ơi, tôi cũng không biết bay, không biết làm bánh hay làm gì cả. Tôi cũng không thể bơi lội và nhảy như bạn, bởi vì tôi là một chú thỏ, còn bạn là một chú ếch. Nhưng tất cả mọi người đều yêu quý bạn. Ếch con rơi vào im lặng. Nó đi đến bên hồ nước và nhìn vào bóng mình dưới mặt nước. Đây chính là mình, mình là một chú ếch xanh, mặc chiếc quần bơi kẻ sọc. Trong giây phút đó, ếch con bỗng cảm thấy vô cùng vui sướng. Thỏ nói đúng, nó nghĩ mình rất may mắn khi làm một chú ếch. Sau đó ếch con vui vẻ nhảy một bước thật xa, việc này chỉ có ếch mới có thể làm được thôi. Qua câu chuyện trên rút ra được bài học trưởng thành, chúng ta lên học cách nhìn thấy được điểm mạnh của bản thân, tin rằng mỗi người đều có ưu điểm riêng như vậy mới có thể vui vẻ và mạnh mẽ bước về phía trước trên con đường đời mời các bạn nhấn vào nút đăng ký và nút hình chiếc chuông để nhận thông báo khi có video mới cảm ơn các bạn đã theo dõi video